day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around, never be turning around. Ayy, never be slowing it down, never be slowing it down. Hey yo, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Butter7 và kênh của mình làm về motovlog nè, về sneaker, về streetwear, về mỗi tất cả các một thứ. Và tất nhiên là có những cái video về đi du lịch. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn tham gia kênh của mình thì các bạn nhớ bấm vào dấu subscribe nha. Cứ vào những cái subscribe có một cái chuông nho nhỏ, các bạn ấn vào một cái chuông đó thì các bạn nhận được thông báo mới nhất từ mình. Ở trong video lần này thì mình sẽ quay những cái tình huống nhỏ, những cái tình huống ngắn. Mình đi vòng vòng Sài Gòn á, mình quay lại được thì mình sẽ up lên đây. Cái video này sẽ cực kỳ thú vị và sẽ cực kỳ ngắn gọn. Cho nên các bạn đừng bỏ qua một giây nào nha, không sẽ bị miss tất cả mọi thứ đó. Ok, mình không dài dòng nữa thì bây giờ mời các bạn xem video. Và nếu các bạn thích thì cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn, bye bye. What the fuck?